Quá đã luôn cái nhậu. Đây. Đó. Quá trời kéo luôn. Quá phê luôn cả nhà ơi. Mình tưởng không có chứ, nào ngờ nó có nha. Đi cả nhà. Quá đã rồi. Còn bụng. Rồi còn nha cả nhà ơi. Cá quá nhiều luôn cả nhà ơi. Cá bự luôn nha. Bự luôn cả nhà ơi. Quá trời đã gần bằng nhau. Có 20 cân mà được như đây cả nhà ơi. Quá sướng luôn cả nhà. Con này cũng bự nữa nè. Quá ngon luôn cả nhà ơi nè. Con nào con nấy. Kinh này. Mình mến chào cô chú anh chị và tất cả mọi người nha, cùng đến với Lộc Bình miền Tây. Bữa nay mình cắm câu cá chê khu vực này nè cả nhà. Đây, này là kênh nhỏ nha cả nhà. Chỗ miếng trên này người ta trồng rẫy nha, trồng hẹ. Đây cái nhà mình đem lại cần câu của mình thì có 20 cân à. Mình xài mồi mồi trùng nha. Trùng này là mình mới đào hồi chiều nha cả nhà. Đây trùng bự bự to to không cả nhà nè. Con nào con nấy nó bự cho bá luôn. Đây. Xài lưới thì mình xài lưới này nha cả nhà. Này. Lưới này thì nói chung là mình cũng sửa lại nha. Mình mua ở ngoài chợ mình sửa lại nha. Đây cái xô của mình là đựng cá cả nhà. Rồi chừng nào tối mình đi thăm rồi mình chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem nha. Rồi hẹn cả nhà mình tối nay nha. Rồi bây giờ mình đi thăm thăm câu nha. Rồi mời cả nhà mình cùng trải nghiệm đi thăm câu với mình nha. Mình thấy đây dính con cả nhà nè. Đây. Đó. Quá trời đã luôn cả nhà ơi. Còn màu hồng quá trời luôn. Rồi còn bự cả nhà. Rồi bự rồi. Dính cày. Dính này dính này. Mình xuống cả ống được. Đây cái nhà dính con nha. Đây. Còn cá chê vàng. Wow, dính cây. Đây. Quá đã luôn con đầu tiên nha cả nhà. Rồi còn một cái nhà cái kinh này sợ người ta xiết quá cái nhà tại nó trống quá vẫn còn nữa. Đây cái chè đầu tiên nha. Còn chiếc quất rồi đây cả nhà ơi, lúc cần câu luôn cả nhà, không biết còn không nữa. Ồ còn nước chín cho cả nhà ơi, còn cá nha. Cá đâu rồi, dính cỏ cả nhà. Ủa cá đâu? Ủa còn cá chê cái nhà rồi. Đây. Chê. Đây cái nhà, cá chê nha. Quá đã luôn. Quá đã luôn cả nhà ơi. Con cá chê nha, 2 con rồi nha. Đây. Công nhận là mồi trùng nói chung là
Lợi hại thì mùi trùng thì cá chê nó ưa lắm cả nhà ơi. Rồi được 2 con nha. Rồi bên đi lúc còn câu nữa cả nhà ơi. Đây này, không biết còn cá không nữa, không thấy nhúc nhích gì hết kìa. Rồi đứt lưỡi luôn cả nhà ơi. Đây nè, quá uổng luôn trời ơi, quá uổng luôn, đứt lưỡi luôn. Chắc cá bự lắm rồi. Buồn hết sức luôn. Ồ đây cũng vứt cần câu nữa cá nào nè. Đi còn cá không nữa. Ồ còn nữa nha. Còn cá nha. Ồ cá bự. Cá bự cái nào. Đi. Quá đã luôn. Đây cả nhà, quá đã lắm cả nhà ơi. 3 con. Đây 3 con rồi nha. Uổng ghê, bị đứt một cái cần câu luôn. Được, này chết rồi cả nhà. Quá đã luôn là được 3 con rồi. Nếu không là được 4 con cả nhà. Bị đứt lưỡi hết một cần. Đồ mình đi to là chết không ta. Chuột kìa cả nhà. Đó 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 đó. Đó đó cả nhà thấy không? Rồi cái nhà ơi kéo không cần nữa kìa. Đó nhà thấy không? Quá đã rồi, trời kéo kìa. Đó đó. Quá phê luôn. Rồi. Wow. Quá đã luôn cả nhà nè. Cách chia đồng nha. Được 4 con rồi. Bằng lứa nhau luôn cả nhà. Chứ không con nào con nhỏ nó bằng nhau không. Chỗ này người ta trồng củ cải trắng cả nhà. Đây. Rồi mình đi kéo 1 cân nữa cả nhà ơi nè. Quá đã luôn cả nhà. Đây. Đó. Quá trời kéo luôn. Quá phê luôn cả nhà ơi. Mình tưởng không có chứ, nào ngờ nó có nha. Đi cả nhà. Quá đã rồi. Còn bự bự u con này bự cả nhà. Đây. Con này bự hơn mấy con khác nữa nè. Đây. Được như đây cái nhà đó. Quá đã. Cái nhà ơi, dính con bự nữa nha. Đi quá trời bự luôn à. Quá đã luôn cái nhà ơi. Đi con bự nhất luôn à. Quá phê nè. Con này chắc cũng gần 400 g nha, gần nửa ký nha cả nhà. Đây. Quá đã rồi cả nhà. Nãy mình tưởng nhỏ mình không có quay cái dở lên cái nó thồn luôn cái nè. Mình đã dính con nữa cái nhà này.
không biết còn không nữa. Rồi còn nha cả nhà ơi, cá quá nhiều luôn cả nhà ơi, cá bự luôn nha, bự luôn cả nhà ơi, quá trời đã, gần bằng nhau luôn cả nhà ơi nữa, quá phê cả nhà ơi. Con nào con lấy bự cho bá luôn đây, quá đã luôn cả nhà ơi nữa, quá tuyệt vời luôn. Kinh này quá lợi hại luôn cả nhà, tưởng mình tưởng không có, nào ngờ nó cá quá trời. Rồi giờ mình cuốn cần câu về luôn cả nhà, hiện tại giờ cũng 8 giờ mấy 9 giờ, chứ mình không để tới sáng tại vì sáng mình còn đi làm nữa. Ồ con bồ hông quá trời luôn cả nhà, hồi nãy dính hai con bự quá trời bự luôn cả nhà, với 5 con nhỏ. Ủa con câu đâu rồi? Ủa đâu mất tiêu cần ta? Ủa bên đây dính cái nhau nè 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 nè, kéo nè, quá đã luôn cái nhà nó, quá phê luôn rồi. Rồi cá chê cái nhau, wow con bự cái nhau cũng vừa, quá đã luôn cái nhau nè. Kinh này thì nói chung là cá nhiều thiệt. Rồi kéo nữa cái nhau, không biết còn cá không nữa. Đây cái nhà. Rồi còn còn cái nhau quá đã luôn rồi. Quá đã luôn cái nhau nè. Wow, 3 cần 2 con rồi cả nhà. Mình cuốn câu về 3 cần 2 con. Ồ bên đây quá trời cá luôn cả nhà ơi. Rồi mình đi chết quá rồi. Đây cả nhà ơi, mình chuẩn bị về nha. Đây mình không để xô nữa cả nhà. Cần câu của mình là 20 cần nha. Đi được nhiêu đây cả nhà ơi. Quá đã luôn cả nhà. Con này bự nhất nè cả nhà. Quá đã luôn nè, có 20 cần mà được như đây cái nhà, quá sướng luôn cái nhà, con này cũng bự nữa nè, quá ngon luôn cái nhà nè, con nào con nấy, kinh này quá trời cá luôn cái nhà nè, mình cấm có 20 cần mà dính như đây cái nhà, được như có nhiêu con đây, hai quá trời cá luôn, 2 4 6 8 9 con cả nhà, 2 4 6 8 10 con. Tổng cộng là 10 con nha, là phân nửa cái cấm cấm câu của mình luôn nha. À, cần câu của mình là bị đứt một lưỡi luôn cả nhà. Uổng ghê, uổng sẩy con cá chắc cũng bự ạ. Quá đã luôn cái nhỏ nè, con nào con lấy bự chập áo, mình không để xô tại vì sợ nó ngọt cả nhà. Rồi giờ mình là chuẩn bị về nha, rồi hẹn cả nhà mình video tiếp theo nha, rồi chúc cả nhà mình ngủ ngon.